chào các bạn, mình và anh Tim đang có mặt tại văn phòng của The Review. Và mấy ngày nay các bạn thấy là trời mưa rất là nhiều. Và nên cái dịp này thì mình và Tim sẽ có video chia sẻ về những cái smartphone, những điện thoại thường nhật có khả năng chống nước và giá rất là rẻ hiện nay trên thị trường. Và đầu tiên thì em xin chào Tim. Xin chào bạn Bá Nhã và tất cả các bạn đang xem The Review nha. Vâng, và cái câu hỏi đầu tiên em muốn đặt cho anh Tim đó là hiện thì em giới thiệu cho mình nhập về cả nhiều sản phẩm của Fujitsu đến từ Nhật Bản. Và tại sao anh lại nhập cái sản phẩm này về, trong khi em thấy ở thị trường Việt Nam thì gần như khách hàng người ta quan tâm rất là nhiều đến cái sản phẩm iPhone, Samsung hay là Xiaomi. Mình nghĩ là bây giờ để mà người dùng có thể mua được một cái điện thoại tốt, kể cả như là Xiaomi rất rẻ rồi, nhưng mà vẫn cần phải hơn 2 triệu đến 3 triệu. Thì những cái chiếc Fujitsu mà mình nhập về nó có một cái ưu điểm, đầu tiên là cái nguồn gốc của nó là made in Japan. Thì nhà biết là cái người Việt Nam thì rất là thích hàng Nhật, và cái mức giá của nó là cái phân khúc mà rẻ không thể tin nổi, kể cả Trung Quốc không làm được. Cái máy mà chỉ khoảng tầm 700 đến 1 triệu chúng ta đã có một cái sản phẩm rất là tốt rồi, và nó phục vụ cái phân khúc của những người dùng mà muốn mua một cái sản phẩm điện thoại smartphone giá dưới 1 triệu. Thì mình mang về với một cái mong ước là hiện nay thì cũng đại đa số rất nhiều ở những cái vùng quê người ta vẫn chưa có smartphone cao cấp để dùng, thì người ta chỉ có tiền để mua những cái điện thoại cùi lắp thôi. Thì người ta mua một cái điện thoại giá dưới 1 triệu mà chống nước như này rất là hay, made in Japan. Cái ý kiến chính của anh là anh mang về sản phẩm này đó là nó chính là những cái sản phẩm giá rất là rẻ và nó phù hợp với cái số đông bộ phận người dùng ở Việt Nam mà thế được kinh tế không cũng có, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vậy thì cái câu hỏi tiếp theo mà em dành cho anh đó là thì chính vì những cái sản phẩm đến từ Nhật này nó có giá rất là rẻ như vậy, và nhiều người họ xét là mua cái sản phẩm này về thì chẳng khác gì là họ mang rác công nghệ về nhà cả, thì anh đánh giá sao cái điều này? Thực ra thì họ cũng có lý đúng của họ, nhưng mình thì cũng có cái lý của mình. Trong một cái bãi rác thì các bạn thấy là vẫn có những người đi nhặt rác, và chúng ta không thể đưa cái điều kiện và cái quan điểm của chúng ta vào được. Có những cái bạn mà các bạn sinh viên hoặc là những cái người mà người ta khó khăn, người ta các bác xe ôm chẳng hạn, để người ta có được 1 triệu để mua một cái smartphone nhiều khi là rất khó. Thì mình đã chứng kiến những cảnh như vậy rồi. Vì vậy mà khi với những cái điều kiện như vậy thì họ chỉ có thể mua những cái điện thoại mà giá dưới 1 triệu thôi, và họ làm sao có thể mua được smartphone đây? Thì đây là cái câu trả lời. Thế là mình nghĩ là đối với có người thì không cần thì nói đấy là rác, kể cả cái ô tô mà không cần thì cũng là rác, nhưng mà với những cái người cần thì nó thật sự là rất là có ý nghĩa. Và em được biết thì là những sản phẩm Fujitsu này thì nó có rất nhiều cái mức giá khác nhau, dưới 1 triệu cũng có, mấy trăm nghìn cũng có, khoảng tầm 2 đến 3 triệu cũng có. Vậy thì theo anh, sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với đối tượng người dùng như thế nào? Bây giờ mình sẽ hỏi lại Nhã. Nếu Nhã cầm những sản phẩm này trên tay đi, thì theo Nhã thì những cái sản phẩm smartphone của Nhật mà giá dưới 1 triệu này, thì theo Nhã thì ai sẽ mua nó và sẽ phù hợp với Nhã? Vâng, ra thì như anh chia sẻ bắt đầu bản thân em đi thôi, thì nếu mà những cái sản phẩm mà giá rất là rẻ như này thì em thấy có một sản phẩm mà này khoảng tầm 700 nghìn này, những cái sản phẩm này khoảng tầm 900 triệu. Thì thường là những cái đối tượng người dùng theo em đầu tiên ấy, thì sẽ là những cái đối tượng là người dùng là lớn tuổi, tức là trước đây thì cái bố em chẳng hạn, thì trước đây thường rất hay sử dụng những cái điện thoại khi trường phun Nokia thì nghe gọi những tin không. Thế nhưng mà khi mà được con cái đi xa chẳng hạn mà muốn gọi điện Facebook hoặc là Messenger, gọi điện video thì sẽ sử dụng sản phẩm này, bởi vì giá nó rẻ mà vẫn tích hợp những tính năng đấy. Thì theo em đấy là đối tượng người dùng đầu tiên. Và theo anh thì liệu có đối tượng người dùng nào phù hợp với sản phẩm này không? Theo mình thì đầu tiên là những người mà chỉ muốn bỏ ra khoảng tầm 1 triệu để mua điện thoại. Nghĩa là chỉ muốn bỏ ra 1 triệu hoặc cái điều kiện kinh tế chỉ có khoảng tầm dưới 1 triệu mà muốn mua smartphone. Thế thì có thể là những người mà muốn dùng điện thoại ở những cái nhu cầu dùng căn bản. Bởi vì những cái điện thoại nó ra mắt lâu rồi, nó không thể nào nó nhanh được như bây giờ. Thì người ta dùng nghe gọi nhắn tin và vẫn có thể kết hợp được là gì, vào mạng, đọc báo, xem YouTube. Đó, thì cái đối tượng mà như Nhã phân tích là các cái bác lớn tuổi hoặc là các cái em học sinh ấy, thì cũng hoàn toàn là phù hợp. Bố mẹ mà mua cho con cái điện thoại này thì không sợ con chơi game, bởi vì cấu hình của nó thì hoàn toàn không đủ để chơi game nặng đâu. Nên là rất nhiều chị bạn của mình ấy cũng là thấy mình bán con này là sắm cho con một cái điện thoại, vì là nó phục vụ công tác nghe gọi được khi mà đi học. Về cái sản phẩm Fujitsu thì theo em thấy nó có sẽ có cái đối tượng người dùng đặc thù, tức là ngoài đối tượng mà người dùng không có cái kinh tế quá nhiều thì nó sẽ phù hợp với những đặc thù như là người dùng lớn tuổi là các em học sinh, đúng không? Những người thích sưu tầm nữa, ví dụ như là anh chẳng hạn. Anh là một người mình rất là đam mê về công nghệ, và thật sự với các bạn, nếu mà chúng ta đam mê về công nghệ đấy, thì khi chúng ta cầm những sản phẩm trên tay này, chúng ta bị kích thích rất là nhiều, bởi vì nó ra mắt rất lâu rồi, nhưng mà nước Nhật ấy và những cái hãng như Fujitsu, Sony thì nó trang bị những cái tính năng mà đi trước thời đại.
Bây giờ cái điện thoại khoảng tầm chưa đến 1 triệu như thế này có khả năng là chống nước, chuẩn IP58 chống nước chống bụi luôn. Đấy, và có nhận diện vân tay. Và đặc biệt là camera rất đẹp. Dưới 2 triệu để mà có camera 13 chấm và cả mini Sport R này rất là hiếm. Đó thì những người mà yêu công nghệ đó, người ta thích sưu tầm, giá rẻ 500, 700, 1 triệu người ta mua một con máy về cầm làm máy nghe nhạc rất là hay. Tớ đang dùng con này làm máy nghe nhạc. Và trong rất là nhiều mẫu điện thoại Fujitsu anh nhập về như thế này thì anh cảm thấy ưng ý và anh thích nhất sản phẩm nào ạ? Thực ra thì con nào mình cũng thích, mỗi con mình dùng một tí bởi vì mình phải dùng thì mình mới biết được và có biết được nó tốt hay không. Nhưng mà nếu để mình thích nhất thì mình thích cái điện thoại có cái thương hiệu của Loopchopter này. Thì có lẽ là sắp tới sẽ nhờ nhà đánh giá thêm cho các bạn, vì đây là một cái sản phẩm điện thoại mà nếu mà nói về cấu hình ấy, thì không đáng để nói. RAM 512 thôi, nhưng mà nói về cái độ sang trọng khi mình cầm nó trên tay đấy, như cái máy màu đen này nó giả ra và cái máy màu vàng hồng này, cái màu vàng hồng đến khi tận iPhone bắt đầu mới có, thì cái màu vàng hồng nó đã có rất lâu rồi và cầm rất nhỏ gọn. Máy chạy Android 2.3 rất mượt và anh đang dùng một con để làm máy nghe nhạc này. Nó lại có cái tính năng là đếm bước đi bộ nữa, mình có thể dùng để mình đi bộ trong công viên, vừa đếm bước được mà vừa nghe nhạc được. Máy rất nhỏ nhẹ, là máy cũng rất thích. Thích nhất cái Loopchopter này nhá. Em thấy cái thương hiệu của Loopchopter này còn là cái thương hiệu cũng khá nổi tiếng không? Đúng, nó là cái thương hiệu sản xuất các cái túi sách và các cái vali dành cho các cái nhà thám hiểm. Cái Loopchopter này là khách hàng của nó là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thủ tướng Chu Chi và rất nhiều người nổi tiếng nữa. Thế nên là mình cầm cái con này mình cũng có cái gì đó nó gọi là thương lây. Và như anh Kim vừa chia sẻ thì sản phẩm này thì có rất là nhiều điểm nổi bật là về giá và tính năng. Và tuy nhiên thì em thấy có nhiều bạn đã phân vân về là liệu những sản phẩm đến từ Nhật thì cái vấn đề so sánh 3G hay là cái hỗ trợ tiếng Việt ở Việt Nam thì sử dụng như nào, anh chia sẻ. Vâng, đúng rồi, thì đa số những cái sản phẩm này thì đều của cái nhà mạng là Docomo hay các bạn còn gọi là Docomo đấy. Cái nhà mạng này thì khi về Việt Nam thì đã đều được unlock rồi và mình cũng đang hoàn thiện tiếng Việt trên rất nhiều sản phẩm và hầu hết là đã đều có tiếng Việt rồi nên là các bạn dùng hoàn toàn an tâm. Cũng như là chúng ta có sóng sánh rồi 3G thoải mái. Một cái điện thoại 700 nghìn thôi nhưng mà lướt web, Facebook, Zalo của mình luôn thoải mái. Cái việc hỗ trợ 3G này thì em thấy là nó cũng có thể phát Wi-Fi đúng không? Phát được Wi-Fi. Phát được Wi-Fi. Nếu mà nói sâu về tính năng của mấy cái con này thì rất nhiều tính năng. Ví dụ là bộ phát Wi-Fi này, camera hành trình này, chống nước này, vân tay này, rồi có thể làm biến một cái TV thông thường ấy thành một Smart TV được vì nó có cổng HDMI. Đó, và và từ đầu đến giờ chúng ta thấy Kim đã chia sẻ rất là nhiều những tính năng đặc biệt về chiếc Fujitsu Nhật giá rẻ này. Và một trong những tính năng nổi bật nhất đó chính là những tất cả sản phẩm này đều chống nước đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ thì SF Kim có thể nhúng tất cả sản phẩm này vào nước được không? Bạn đúng thoải mái. Diệu Thông Minh khi mà bán hàng ấy cũng cam kết là gì là bao nhúng nước cho các bạn khách hàng. Tại mỗi cửa hàng các bạn sẽ thấy cái bể cá như thế này. Các bạn mua máy thì cứ nhúng nước, nếu mà con nào mà chết ấy thì Diệu Thông Minh sẽ tặng các bạn. Đấy, nhã cứ nhúng thoải mái đi. Đây thì mình có con T01D với cái màu xanh bạc rất là đẹp. Đó, thì mình sẽ cho con này vào nước trước này. Đây, anh đúng con này đi. Đúng con này mình đang dùng. Con gần lúc chốt tơ này. Vâng, đây, con gần lúc chốt tơ thì con này là có giá rẻ nhất đây đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, các bạn thấy màn hình vẫn đang sáng này. Thảo cái bể này, cái bình. Cái cảm ứng của bọn này nó rất là hay, là ngay cả khi mà màn hình bị nước nó vẫn dùng được. Nghĩa là khi mà máy nó còn đang bị ướt ấy, nó vẫn dùng được. Không như một số dòng khác là chỉ cần có một tí nước vào và đưa luôn. Đấy. Đó. Cái khả năng chống nước của sản phẩm này nó là theo tiêu chuẩn IPX58. Đó thì là các bạn có thể chống nước hay chúng ta đi mưa hoặc là không may vô tình rơi vào nước thì máy vẫn có thể chống sóc, thoải mái và dùng bình thường. Đây, mình sẽ thử bật lên cho các bạn coi xem nó còn chạy không. Các bạn thấy là màn hình vẫn đang ướt nước nhưng mà ngược lại là mình vẫn hoàn toàn cảm ứng được bình thường. Thì đây là một trong những cái tính năng mà nó trang bị cho những cái dòng chống nước này, nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được máy trong cái điều kiện mà máy vẫn đang bị ướt nước. Rất là hay, lại liên tiếp. Okay. Vâng, và vừa rồi thì mình và anh Kim đã có một video chia sẻ nhanh về tất cả những điều cần biết, những cái vấn đề liên quan đến sản phẩm Fujitsu đến từ Nhật Bản và giá rất rẻ hiện nay. Đó thì ở Việt Nam hiện nay thì những sản phẩm này đang có giá rất là hấp dẫn và các bạn có cơ hội nhận được những phần quà đi kèm và khi mua hàng tại các hệ thống Fujitsu thông minh. Và thì dưới đây các bạn có thể tham khảo những sản phẩm đang có giá rất là hấp dẫn để các bạn chúng ta có thể trước khi chọn mua các bạn có sản phẩm ưng ý nhất. Và bây giờ xin chào anh Kim. Vâng, xin chào báo nhã và cả các bạn. Hẹn gặp lại anh trong những cái lần sau.